Anh này anh sưu tập cái tiền cổ nè. Đó, thấy chưa? Trời ơi. Hay chưa, anh làm cái sâu chìa khó của anh nè. Tiền cổ 10.000 nè. Trời ơi. Tiền thật luôn nha các bạn nha. Hay quá. Cái này tiền của nước nào đây anh? Singapore. À, Singapore. Malaysia. Hay quá ha. Ấn Độ. Đây. Tuyệt vời chưa? May mắn gặp ảnh để mình quay được cái người sưu tập tiền. Ảnh còn ở nhà nhiều lắm. Trời ơi. Em một cái 5 kg. Trời. Tính tiền này em bỏ lên cái 5 kg. Hay à. Em đem đi ít à. Cái này là tiền Thái Lan nè. Dạ. Tiền Thái Lan. Còn cái này là cái tờ tiền của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Iran, Iraq, Campuchia, quá tuyệt vời. Lào. Nó cùng luôn á. Đây là Trung Quốc nè. Dạ. Hồ Cẩm Đào nè. Hồ Cẩm Đào á. Đây là đầy đủ. Còn đây là tiền của Ấn Độ nè. Hay chưa? Quá hay. Có nhiều nước quá, em biết cùng nước lắm. Dạ. Anh là ở đâu? Dạ, em ở Đức Long. À, người ở Đức Long hả? Anh tên gì? Dạ, em tên Vinh. Vinh hả? À, hay quá. Vinh là có cái sở thích là sưu tập và tiền cổ. Rất tuyệt vời. Nhà em nhiều lắm, bỏ nhưng mà canh đăng ký. Dạ. Anh ở Đức Long ngay chỗ cổng chi, bến xe Nam ngay cổng chi luôn đúng không? Đúng rồi, là ngay cổng. Dạ. Hay chưa, tiền Hàn Quốc nè, 1.000 yên. Em nhiều lắm, em mà bỏ lên canh chỉ là cổng chi. Chỉ có người đam mê mới kiên nhẫn chơi cái này. Dạ. Chứ mà không có đam mê thì đam không có chơi đâu. Hay đó, tiền không được. Cũng đây em còn mấy đồ nữa nè, em bỏ hết. Quá, tiền các nước luôn. Yeah. Cặp luôn nè. Đây nữa nè. Chưa hết nha. Còn đây nữa nè. Em bỏ hết này. Dạ. Nhiều lắm. Yeah. Đó. Rồi. Đây là tờ 5.000. Trời ơi, tờ xanh nè. Dễ sợ. Tờ xanh 5.000. Hồi xưa là tờ này rất là tuyệt vời ha. À. Quý ha. Dạ. Yeah. Đây là tờ 2 đồng. Thời này thời lúc mà mua kẹo ú. Kẹo ú. Lăn bột quá, bỏ vô bột. Kẹo ú gần bột. Dạ. Hay quá ha. Đây. Nhiều lắm, em đem mấy nó mấy cái tờ nó ép mà mấy em nó mà em ép. Em cũng có chơi nhưng mà một số có mấy tờ vài tờ. Em chơi vui chứ còn anh là anh cục đam mê rồi. Yeah. Anh là cục đam mê rồi nè. Nhà em nhiều lắm, tập khí lắm. Đây là tiền đô nè. Yeah. Này là đúng 100 đô la nha. Dạ. Yeah. Chi á, anh đặt ngoài á. Dạ. Này 100 đô la. Còn cái này là 50 đồng. À, ai còn nhớ 50 đồng hồi xưa không? Cái thời bao cấp không? Cái tiền đó là em hồi đó là hầu như tiền này là em cho đẻ thành ra em. Dạ. Hay quá. Cái tiền này là hầu như hồi đó là em cho đẻ cho. Dạ. Dạ. Hay quá ha. À. Tuyệt vời. Cái này là em coi thử. 1 đồng. Trời ơi tờ 1 đồng. Vẫn rất là mới nha, anh giữ kỹ lắm. Dạ em giữ kỹ. 100 đồng. Và này 100 đồng. Hồi xưa cái tờ mấy cái tờ tiền của mình dễ thương ha. Dạ. Còn biết em thấy tiền polymer bây giờ nó không đẹp. Nó mau cũ và nó mau bị nhầu rách lắm. Nó rách một cái là khó xử lý. Hay quá. Anh Vinh anh có cái rất cảm ơn anh Vinh đã cho phép xem tham quan. Nhà anh còn cả ký của tiền này nữa. Trời ơi, hay quá. Sốc cái này. Dạ. Bỏ lên cái đăng ký á. Dạ. Cái này là 1 ký luôn. Dạ, hay quá. Chúc cho đồ nghề đó, sưu tập của anh.
thuốc. Đây là thuốc lá. Thuốc lá, cái gì đó. Anh thích thuốc, cái này là thuốc loại gì anh? Z. Z của Nha Trang. Z của Nha Trang. Hay quá. Rồi, cảm ơn anh Vinh rất là nhiều. Chúc anh sức khỏe. Sưu tập được nhiều cái tờ tiền cực kỳ độc đáo. Cảm ơn anh nhiều nha. Hay quá. Cái này là cái tờ này là tờ 10.000 của Ấn Độ anh. Cái này là anh gửi tặng em hả? Tặng em đó, anh đó. Kỷ niệm ha. Rồi, cảm ơn anh Vinh rất là nhiều. Rồi anh Vinh, anh thấy mình phát hiện ra cái tiền cổ, thế là anh tặng cho Uy Vũ một cái tờ. Nó là 10.000 Ấn Độ. Rất là đẹp luôn. Cảm ơn anh Vinh rất là nhiều. Cảm ơn anh.